Chiều ngày 18 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định nội dung vụ án được xác định đúng như kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện Kiểm sát. Các bị cáo phạm vào các tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm và che giấu tội phạm. Về thiệt hại, hội đồng xét xử cho rằng việc thiệt hại được xác định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn tất cập nhật sang tên trên giấy. Theo kết luận giám định của Hội đồng định giá Trung ương là tại thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự án gây thiệt hại hơn 348 tỷ. Viện Kiểm sát buộc thiệt hại tại thời điểm khởi tố 672 tỷ là chưa phù hợp pháp luật. Đi vào từng bị cáo, hội đồng xét xử xác định ông Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc Sacri là chủ mưu xuyên suốt và thực hiện đối với cả hai tội. Bị cáo phải chịu trách nhiệm chính với số tiền tham ô 13,3 tỷ. Tuy nhiên, hậu quả đã được khắc phục trước khi khởi tố, trong đó có phần lớn do ông Hùng nộp. Trước khi xét xử, gia đình ông Hùng còn nộp thêm số tiền 200 triệu đồng. Đây là tình tiết xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Hùng. Hai bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị tạm đình chỉ công tác. Bị cáo Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng không cố ý thực hiện hành vi phạm tội, không có việc biết sai vẫn làm. Xét ý kiến của các bị cáo Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn cùng một số đồng phạm và quan điểm bồi thường của các luật sư. Câu hai, các bị cáo không cố ý thực hiện hành vi phạm tội, biết sai nhưng vẫn làm. Hội đồng xét xử đã thấy khi có luật được ban hành có hiệu lực thi hành thì buộc tất cả các cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi buộc phải biết và phải chấp hành. Các bị cáo trong vụ án này đều là cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức được đào tạo tuyển dụng vào vị trí công tác có thời gian. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo với mức án cụ thể như sau. Căn cứ khoản 3 điều 219, khoản 4 điều 353, điểm VSV khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 55 của hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 14 năm tù về tội tham ô tài sản. Hình phạt chung cho hai tội là 25 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 6 tháng 7 năm 2019. 2. Căn cứ khoản 3 điều 219, khoản 4 điều 353, điểm VSV khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54, điều 58, điều 55 bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 11 năm tù về tội tham ô tài sản. Hình phạt chung cho hai tội là 20 năm tù. Thời hạn chấp hình phạt tù tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2019. 3. Căn cứ khoản 3 điều 219, điểm XV khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54, điều 58 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Vĩnh Tuyến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Căn cứ khoản 3 điều 219,
QV01 khoảng 2 điều 51, điều 54, điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Trọng Tuấn 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.